Mẹ nghĩ là con với Huy nên công khai đi. Hai đứa đi với nhau bao nhiêu đêm rồi? Định để đến bao giờ nữa? Thứ nhất là mẹ thấy sẽ không ai yêu con hơn nó. Thứ hai là thân thế của nó. Thứ ba là nó đáp ứng mọi yêu cầu của con. Con tưởng mẹ không hiểu được nỗi cay đắng của con khi bị thằng Long xem thường à? Tất cả những điều mẹ vừa nói đều đúng. Vậy nên chấm dứt mọi chuyện ở đây thôi. Cái gì? Đến giờ phút này rồi con định bỏ cuộc á? Con quyết định rồi. Mẹ nói cho con biết, con đang làm rất tốt, còn tất cả phần còn lại để mẹ lo. Mẹ, con không muốn nữa. Con bỏ kiểu nhìn mẹ như thế được không? Cô Huy đấy à cháu? Huy này, vì mối quan hệ giữa cô và mẹ cháu cho nên lúc nào cô cũng coi cháu như con ấy. Nhưng mà cô thấy chuyện của hai đứa sẽ chẳng đi đến đâu cả, cho nên cháu với Thi nên chấm dứt ở đây đi. Mong cháu hiểu và thông cảm cho cô. Là Thi bảo cô nói với cháu như thế, hay đấy là ý của cô ạ? Tùy cháu, cháu muốn hiểu thế nào cũng được. Cô xin lỗi. Mẹ thấy con mệt mỏi quá đấy. Nếu mệt thì xin nghỉ làm mấy hôm đi. Lúc này con xuất hiện ở công ty đối diện với thằng Long, mẹ nghĩ là không có lợi cho con. Con ăn sáng đi, mẹ nấu súp đấy. Lúc này phải chịu khó ăn uống vào để còn giữ gìn sức khỏe chứ. Con ăn đi. Bây giờ mẹ qua chợ rồi ra tiệm luôn. Con cứ nghỉ ngơi đi nhá. Cô Thì, cháu không nên đến đây. Mẹ cháu biết rồi lại nghĩ cô với cái Thi lừa phỉnh cháu. Cháu về đi. Cô Sa, cháu, cháu buông tha cho cái Thi đi. Cháu có biết nó vật vã khóc lóc
cả đêm qua không ngủ không? Sáng nay còn nghỉ cả làm nữa. Cháu muốn nó phải như thế nào nữa thì cháu mới chịu. Cháu về đi, không có gọi điện cho mẹ cháu đấy. Đúng là cũng là con người. Người thì ngủ trương thây dậy xác à, giờ chưa thèm dậy. Người thì làm sấp mặt từ sáng đến giờ. Chị Bích. Dạ. Ây, ây, ây. Chị cứ từ từ. Chị đi đôi dép để lại. Nhà tôi vừa lau chưa khô. Chị chân dài như chân xếu thế kìa. Ngã thì đau lắm. À, dép chị êm nhỉ. Chị thấy không? Từ ngày tôi đến làm đến giờ, mặt bàn, mặt tủ chả có một hạt bụi nào. Nhà cửa đẹp đẽ thế này, mọi thứ nó phải tương xứng chứ. Chị nhỉ? Chị Bích này, chị có thấy thằng Huy đâu không? Từ sáng giờ tôi gọi mà không thấy nó đâu. Đã ăn xong và đi từ sớm rồi. À, chị ăn đã... Ồ, xin lỗi. Có khoai luộc, ngô hấp với cả bánh khoai nữa. Chị ăn gì để tôi lấy? Bún riêu cũng có đấy ạ. Tôi giã cua từ sớm. Những món đó chị làm cho bà, cứ để bà ăn đi. Thế chị không ăn ạ? Tớ đây. 9 giờ sáng nay bạn qua nhà tôi. Tôi đã hẹn cả bà Liễu và Nguyệt rồi. Có vài chuyện phải nói cho rõ ràng. Có chuyện gì mà phải nói? Chuyện hai đứa không có gì phải nói cả. Ba người bàn tán rồi tung tin là con gái tôi mồi chài hết thằng anh đến thằng em con trai bạn. Tôi không để yên chuyện này đâu. Tôi không có nói với ai. Nếu không phải bạn thì bạn đến để bốn mặt một lời cho rõ ràng mọi chuyện. Được, tôi sẽ đến. Sợ gì mà tôi không đến. Chị ơi, thế chị không ăn thì chị uống vậy. Em nghe nói là buổi sáng ra làm một cốc nước lọc thì nó nhuận tràng. Phải làm thế nào thì chị mới vừa ý nhỉ? À, chị ơi! Thì... sao anh gọi em không nghe? Em không cần phải trốn tránh anh như thế. Anh về đi. Không. Em biết thừa là một câu nói không thể kết thúc được chuyện này mà. Em sao đấy? Em sao đấy? Thi? Về đi. Đừng làm khổ nhau nữa. Thi? Thi ơi! Em bị em sao này? Thi? Có chuyện gì đấy? Tỉnh đi em. Sao thế? Thi! Nói anh nghe nào. Thi! Thi ơi! Thi! Thôi Nguyệt cầm đi, cầm lên mặt to lắm. Áp mới không sợ đâu. Đấy, quay cả tôi người rồi đi. Sao thế này mặt nó lại không to đi. Này? Đây rồi. Rồi, gì đây? Hai bạn đây rồi. Hả? Sao? Hai bạn nói đi. Nói cái gì? Có đúng là tôi ra ngoài nói cái Thi nhà bạn xa mồi chài thằng Long và quyến rũ thằng Huy nhà tôi không? Có đúng là như vậy không? Nói đi. Thì... Nguyệt, bạn nói đi. Bạn bị làm sao đấy? Bạn nói không thì tự bạn biết. Sao mà tôi ầm ĩ với bọn tớ nhở?
Hai bà này buồn cười nhở? Này, tại sao? Này này, bạn đến đây để làm ầm lên đấy à? Một mình tôi chịu nhục chưa đủ hay sao? Hay là bạn muốn hàng xóm láng giềng người ta đều phải biết cả? Các cậu vào trong này, hôm nay mình phải làm rõ mọi chuyện mới được. Đi. Huy, chuyện gì thế này? Mẹ, sao con lại ở đây? Con phải đưa Thi đi viện đó. Sao con lại ở đây? Thi nó xuống đây. Con buồn ra. Ôi, Thi ơi. Buồn ra. Con ơi, con có làm sao không? Sao con lại ở đây? Chuyện này là thế nào hả? Tại sao cậu lại vào được nhà tôi? Cậu vào từ lúc nào? Chuyện này cháu sẽ nói với cô sau. Bây giờ cháu phải đưa Thi đi viện đã. Cậu lui ra. Con tôi có làm sao đâu mà phải đi viện. Cậu đã làm gì nó rồi? Rồi cháu chẳng đi. Làm gì cả. Cháu lên thì đã thấy Thi nằm lịm đi rồi. Cháu gọi mãi ông dậy. Con ơi, con có làm sao Thi không? Mọi người bình tĩnh để cho cậu lui ra đi. Đi ra đây đi. Thi ơi. Ôi, Thi. Con ơi. Thi ơi. Con có làm sao không? Ôi, nó nôn khan này. Mà mặt mũi thì xanh rớt ra, cổ thì dài ngoãng ra như thế này. Chắc chắn là con Thi nó có bầu rồi đấy các bạn ạ. Cái gì? Thôi chết rồi bạn ơi. Này, y hệt ngày xưa hồi tôi có bầu con bé con đây này. Lông mày dựng ngược lên, gân đầy cổ, 100% là có thai rồi. Sao có chuyện này á? Huy, có thật thế không em? Có thật không? Chuyện này là thế nào hả? Thế nào à? Khốn nạn này! Sao bạn đánh con tôi? Đánh à? Tôi còn đánh nữa, cậu lôi ra đi. Các bạn bình tĩnh nào. Các bạn Thi, con ơi, con đi ra đây. Cậu lui ra. Con đi ra đây. Mình ra đi. Bao nhiêu năm gìn giữ con ơi. Cậu khốn nạn vừa thôi. Ôi, đi cẩn thận nào. Đi về. Con đi về đi. Mày bỏ con ra. Huy. Ok. Huy này. Tớ bảo. Bây giờ bạn phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh thì mới giải quyết được mọi việc, bạn hiểu không? Có chắc là như bạn vừa nói không? Thì lông mày nó dựng lên như thế thì 100% là có bầu rồi chứ có gì không, nữa. Được rồi, được rồi. Đi ra ngoài này. Đi ra ngoài này. Bình tĩnh, đi ra ngoài này. Bình tĩnh. Ngồi xuống đây. Bạn phải bình tĩnh. Bình tĩnh thì mới giải quyết được mọi việc, hiểu chưa? Mà tôi thấy đây cũng là chuyện bình thường mà, có sao đâu. Tôi nói bạn nghe nhé, đầy nhà cứ phải có bầu trước người ta mới yên tâm ấy. Ở nhưng mà tôi thấy hơi lạ là tại sao thằng Huy vẫn thích con Thi. Tôi nhớ lần trước bạn nói với tôi chúng nó chấm dứt quan hệ với nhau rồi cơ mà. Thế là thế nào? Cháu ra đây. Cái Thi nó thế nào rồi? Nó không sao. Đấy, Huy, trước mặt mẹ cháu với hai cô đây, cháu nói đi, chuyện là như thế nào? Còn như thế nào nữa? Là cái Thi nó có bầu rồi chứ sao? Đây là chuyện hai gia đình chúng tôi. Hai bạn về đi. Hai bạn cứ ngồi đấy. Hôm nay tôi mời hai bạn đến đây để bốn mặt một lời. Chuyện cũ thì chưa giải quyết xong, giờ lại xảy ra cơ sự như thế này. Tôi không muốn hai bạn đưa tin đồn thất thiệt về hai gia đình chúng tôi, cho nên chốt một lần cho xong đi. Ý bạn là thế nào hả Sa? Cái gì mà chúng tôi đưa tin đồn thất thiệt? Bạn xúc phạm chúng tôi rồi đấy. Huy, con nói đi. Chuyện này là thế nào? Chỉ là tình cờ nên bị hiểu lầm đúng không con? Tại sao bạn cứ vội phủ trách nhiệm như thế nhở? Huy, cháu nói đi. Con nói đi. Cháu yêu Thi, cháu sẽ có trách nhiệm với Thi. Cháu biết là gia đình cháu, nhất là mẹ cháu, không đồng ý về mối quan hệ này. Cho nên hôm nay cô mời mẹ cháu đến đây và cả hai bạn cô nữa để nói thẳng, cô cũng không đồng ý về mối quan hệ này. Thế nhưng cháu đã làm gì? Cháu là đàn ông. Đàn ông đào hoa thì không sao cả, nhưng còn phụ nữ, phụ nữ thì không được như thế. Cháu có hiểu không? Giờ cái Thi nhà cô sẽ phải sống như thế nào? Cô sẽ phải đối mặt với hàng xóm láng giềng như thế nào đây? Sao bạn cứ đổ hết tội lên đầu thằng Huy nhà tôi thế nhở? Nó có ép cái Thi phải yêu nó đâu. Đây là tự nguyện của cả hai bên mà. Bạn im đi được không? Tớ đang hỏi thằng Huy, tại sao cậu cứ thanh minh cho nó thế nhở? Ô kìa, hai bạn. Dù gì thì bốn đứa bọn mình cũng đã chơi với nhau bao nhiêu năm nay rồi. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Mà tôi thấy hai bạn cũng buồn cười thật đấy. Hai bạn yêu à? Mà hai bạn ý kiến. Mẹ, các cô, chúng con đều là những người trưởng thành và chúng con biết mình được làm gì và không được làm gì. Chúng con hy vọng là mọi người sẽ hiểu
và để chúng con được tự quyết định chuyện tình cảm của mình. Con sẽ cưới Thi. Đi ra đây, tại sao con dám làm chuyện này chứ? Con làm mẹ xấu hổ, mất mặt gia đình. Ai cho phép con tuyên bố lấy cái Thi hả? Mẹ chỉ mong có cái lỗ đẻ để chui xuống thôi. Mẹ không đồng ý, không đồng ý, con đừng có vượt mặt mẹ. Con chỉ làm những việc phải làm thôi mẹ. Mẹ không đồng ý, con vẫn cưới Thi mà. Con cứ lấy nó đi, mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà. Vâng, nếu mẹ cho phép, con sẽ về thăm mẹ thường xuyên ạ. Con cứ cố tình lấy nó thì không mẹ con gì nữa. Đi về, đi về. Đi về mẹ. Đúng rồi, tôi phải áp tải anh về mới được. Đến đúng lúc lắm. Tại sao mẹ phải làm như thế? Sao phải làm như thế à? Nếu mẹ nói mẹ cho con uống thuốc ngủ thì con có chịu không? Cho nên mẹ cứ làm đã. Mục đích cuối cùng đều giống nhau cả. Nhưng mẹ không nhất thiết phải làm như vậy. Anh Huy sẵn sàng cưới con, chỉ cần con gật đầu thôi. Mẹ không nghi ngờ tình cảm của nó dành cho con. Nhưng mẹ đã nói rồi, có những người khác trong gia đình đó, họ không hề đơn giản. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để tách hai đứa ra. Có thai à? Có gì là ghê gớm? Nhưng không sao, quan trọng là hôm nay thằng Huy đã tuyên bố trước mặt bà Nguyệt và bà Liễu là sẽ cưới con. Chúng ta lại làm cho hai bà ấy nửa tin nửa ngờ về việc con có thai. Gia đình bên đó không còn cách nào để trốn tránh trách nhiệm nữa đâu. Mà tôi nói cho cô biết, tôi lo cho cô như thế là quá đủ rồi đấy. Chịu khó ăn uống vào đi. Bỏ cái bộ mặt u ám thiểu não đi. Tươi tỉnh lên mà sống. Có thế chứ. Bà tưởng cháu lại trốn bà nữa. Mình đi đi. Này, bà bảo cái chuyện mà đồ ăn thức uống bên này còn, mẹ cháu có mang về, cháu không được cằn nhằn đâu đấy. Bà cho. Mà bỏ ngay cái kiểu là có đi có lại đi. Tại sao lại mua cho bà cái khăn đắt thế hả? Bao nhiêu tiền để bà gửi đây? Bà, cháu mua bằng tình cảm thật mà. Bà làm thế là cháu buồn đấy. Cháu không sang chơi với bà nữa đâu. Ừ, thôi được rồi. Thế hôm nay bảo đưa bà đi chơi. Xe cộ đâu? Hôm nay bà cháu mình sẽ đi du lịch bằng xe Căng Hải, tức là hai cẳng. Ấy, hơi bị dẻo chân luôn. Cháu đùa thôi. Bà cháu mình sẽ đi xe buýt. Đi xe buýt à? Ôi giời, đi xe buýt thì đây, phải cầm cho bà cái này, cất cho bà đi. Xe buýt là nhiều kẻ cắp lắm, nó bóc của bà luôn ý. Bà không phải lo, bà yên tâm đi. Xe buýt bây giờ nhá, an ninh hơi bị tốt luôn, lại còn chạy nhanh vèo nữa. Thế à?
À, cháu mua rất là nhiều thứ bà thích này. Cơm nắm này, bánh giò này, rồi cả nước dừa nữa. Bà cháu mình hôm nay sẽ xóa tưng mừng luôn. Đi chơi đến khi nào bà buồn, bà chán bà đòi về mới thôi. Ừ, mình ừ. Đấy, bà cũng mua đấy. Cháu cầm cho. Chào hai bà cháu. Thế chào bác. Đi vào. Định đưa bà đi đâu đấy, bà? Sao tự nhiên lại kéo cả bầy về thế này? Lệnh triệu tập gấp của vợ con. Con chưa biết là việc gì. Con chuyện gì thế mày? Con hỏi em trai con đi. Mẹ, con muốn họp gia đình gấp. Cháu xin phép. Này, từ bao giờ chị cho mình cái quyền được tổ chức họp gia đình thế hả? Trong khi mọi người đang làm việc, chị tưởng ai cũng rảnh ngồi chơi xơi nước như chị đấy hả? Đây là chuyện của con trai con. Nếu mà mẹ không thích ý, mẹ có thể không tham gia cũng được ạ. Xuân, em nói thế là sao đấy hả? Anh, Long Huy, đi vào nhà. Huy, rốt cuộc là có chuyện gì? Thế này là thế nào? Con mời mẹ. Mẹ có biết vì thằng cháu mẹ mà con xấu hổ trước mặt bạn bè con như thế nào không? Thế có thật con bé đó có thai rồi không? Tuy chị có hai đứa con rồi mà tôi vẫn không tin vào cái kinh nghiệm của chị đâu đấy. Mẹ nói con thấy cũng đúng. Mới chỉ nôn mẹ thì làm sao khẳng định là có thai được? Có thể là do ăn uống linh tinh, do sức khỏe yếu. Bình thường con bị dạ dày con cũng hay nôn mẹ lắm. Không được, Huy, con phải đưa cái thi đi kiểm tra cho chắc chắn. Thi có dính hay không thì con vẫn làm đám cưới mẹ. Không được hỗn. Phép tắc nhà này không cho phép em cưới trước anh, lại còn ăn cơm trước kẻ nữa. Đúng là mẹ nào con đấy. Ô, mẹ, sao mẹ lại lôi con vào chuyện này ạ? Thế không đúng à? Chị nhìn lại mình xem, ấy bụng ra rồi mới phải cưới chạy, không dạy dỗ con cái được cái chuyện gì hay ho cả. Kìa, mẹ, có các cháu ở đây, sao mẹ nặng lời thế ạ? Mà có trách thì mẹ phải trách con, bố nào con nấy chứ ạ? Thôi, quay lại chủ đề chính đi. Huy, cháu nói đi xem thế nào. Huy, bố hỏi con, trước đây con cũng biết hai bên gia đình đều muốn tác thành thi cho anh con. Bây giờ con quyết định như vậy, không sợ người ta chê cười à? Bố con nói đúng đấy. Con không giữ thể diện cho con thì cũng phải giữ thể diện cho cái gia đình này chứ. Con chỉ đang nghĩ là cả gia đình mình đang không hiểu. Thi có yêu anh Long đâu, mà anh Long cũng chẳng có tình cảm gì với Thi cả. Con với Thi yêu nhau thật lòng, chẳng có gì là sai cả. Con không cần thiết phải quan tâm đến những cái lời bàn tán vớ vẩn của thiên hạ, bởi vì mình có chuẩn thế nào thì thiên hạ vẫn bàn tán thôi mà. Con có biết mình đang ngồi xổm lên dư luận không? Con không nghĩ đến danh dự của bản thân con, nhưng mà mẹ, gia đình mình quan tâm đến điều đó. Mẹ không biết ngày mai mẹ ra đường phải đeo mấy cái khẩu trang nữa. Rồi lại cả tôi nữa đấy. Long, con nói cho em con biết đi, rằng ngày xưa cái Thi đã từng thích con, có đúng vậy không? Mẹ, anh em con nói rất nhiều về chuyện này rồi. Con quyết định thế nào ấy, là em con thôi. Con nói như vậy có nghĩa là đang ngầm đồng ý cho em con cho thằng Huy cưới cái Thi đúng không? Để sau này con có chuyện gì thì mọi người bỏ qua chuyện của con. Chị có thể ít ít miệng đi một chút được không? Đau hết cả đầu. Hello em. Đi đâu mà dạo này mất tích thế? Ôi, để anh bận lắm. Uống với em mà đi nào. Rồi, chờ anh lát, anh sang với thằng em đã nhá. Ừ, ok, tí quay lại nhá. Làm gì trầm ngâm ấy? Sáng nay mẹ hỏi anh là em đã yêu ai chưa? Đang yêu rồi đúng không? Chuyện xem mắt của anh thế nào rồi? Vẫn đang trong giai đoạn tuyển chọn thôi.
định đi xem mắt. Nghĩa là anh không muốn chốt hạ với chị Thi đúng không? Hôm trước anh thấy mang đồ ăn cho Thi đấy. Em thích chị ấy. Thế Thi thì sao? Em đơn phương thôi. Hôm nay muốn hỏi anh để xác nhận là anh có tình cảm với chị Thi hay không. Nếu anh có thì sao? Thì em nghĩ là hai người không hợp với nhau đâu. Anh thì ngược lại, anh thấy hai đứa không hợp với nhau đâu. Điều đấy cũng chưa biết được. Thế nào nhỉ? Phụ nữ thì luôn muốn đến với một người đàn ông mang cho họ cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ. Ít nhất em có thể làm được, anh thì không. Em ấy là chàng trai mộng mơ. Giữa em và Thi thì Thi mạnh mẽ hơn em nhiều, nên Thi sẽ là người bảo vệ em chứ không phải là ngược lại đâu. Anh cũng chả hiểu gì về Thi cả. Càng ngày càng thấy em giống mẹ. Rồi sau này em sẽ hiểu bảo vệ và che chở là thế nào. Còn cái sự thấu hiểu kia ấy, nó không giống như những gì em hình dung đâu. Mà thôi, chỉ là yêu đương thôi mà, có gì to tát đâu. Miễn sao đừng để lại hậu quả là được. Anh qua kia nhá, ngồi chơi đi. Mời em. Dạo này có gì mới không? Anh vẫn cô đơn. Vẫn cô đơn, em đi đây. Uống đi em. Về việc báo giá ấy, thì không bên nào thấp hơn bên anh đâu. Em cứ yên tâm, vì mối quan hệ của chúng ta ấy, anh không làm mất uy tín của em. Nhưng công việc lần này chắc phải để cho sếp em quyết định rồi ạ. Em xin phép em một lát. Alo. Mắt anh sắp rơi ra ngoài rồi đấy. Một cô gái xinh đẹp mà lại giỏi giang nữa thì ai mà chả ham. Nào uống đi em. Chỉ tiếc là hoa đã có chủ. Mà này, sao hôm nay người đẹp lại lạnh lùng với anh thế nhỉ? Sếp Long giờ có đối tác mới, con gái tập đoàn dược nổi tiếng. Anh biết thế là ý gì rồi đấy. Đặt kèo à? Đặt hay không thì không biết, nhưng mối làm ăn này không đảm bảo lâu dài cho anh được. Ai bảo mấy em là không thể lâu dài được. Em ra ngoài chờ anh một lúc. Em xin lỗi ạ. Em công việc đã xong đâu anh. Em cứ nhận đi. Cảm ơn anh. Nào, chúc mừng cho mối quan hệ của chúng ta ngày càng tốt đẹp.
thế hả anh? Xe tự nhiên mất lái em ạ. Chưa chết. Có cần phải gọi cứu hộ không ạ? Để em... chắc là anh cho em xuống đây cũng được. Nhà em ở ngay kia rồi ạ. Này, định bỏ rơi anh à? Em này, anh có món quà này muốn tặng em. Em xem này, anh nghĩ nó rất hợp với em đấy. Đẹp quá ạ. Nhưng món quà đắt tiền như thế này chắc là em không nhận được đâu. Em cũng chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi. Giúp được anh việc gì thì em giúp. Mà anh cũng trả lương cho em hậu hĩnh rồi mà. Em à, món quà này không phải vì công việc. Chắc em hiểu anh chứ. Để anh đeo cho em nhé. Anh định làm cái gì đấy ạ? Em, anh biết chuyện em với sếp Long. Sếp Long cho em cái gì, anh cũng có thể cho em cái đó. Làm bạn anh nhé. Em không sợ thiệt đâu. Nào, bỏ tôi ra. Bỏ ra. Anh làm cái trò gì đấy? Nhưng mà lỗi tại em cơ. Ai ở đâu mà có cái đôi mắt hút hồn thế này ấy. Ai mà chịu nổi. Em hiểu. Bỏ ra. Mẹ vào được không? Mẹ chưa ngủ à? Làm sao mà ngủ được? Thằng Huy nó đã về đâu? Nó có gọi điện cho con không? Thằng em con gần 30 tuổi rồi. Mẹ có phải lo làm gì? Cả con cũng vậy đấy. Mà mẹ không thích con nói như thế đâu. Càng lớn, mẹ càng thấy hai anh em con ít chia sẻ với nhau. Thằng Huy, nó là đứa cảm tính, thích tự lập. Nó ra ngoài cũng vất vả lắm. Mẹ muốn con quan tâm đến em nó một chút, được không?
Được rồi, lát gọi nó. Không được, con gọi điện luôn đi. Hỏi xem em nó đang ở đâu, làm gì, bao giờ nó về. Gọi luôn đi. Sao, nó không nghe máy à? Đấy, nó thèm nghe đâu. To chưa kìa. Ui, ngon đi. Chụp cho chị cái ảnh đi. Đây đây đây, đây chị. Đây đây, để lại nhá. Ừ. Đấy, có chị mấy cảnh rủ rủ đấy. 1, 2, 3. Ơ kìa, chưa chụp xong đã ăn rồi. Ngon cực kì. Nào. Ok, ok. Rồi, đẹp rồi. Đổi kiểu đi. Đây nữa, đây nữa. Ôi, dài chịu chịt luôn. Chụp chị kiểu ảnh đi. Cô chủ vừa mận luôn này. À, sau này lấy ai là con cháu đầy nhà này. Ok. Đẹp chưa? Đẹp rồi. Xem ảnh nào. Đẹp lắm. Đẹp lắm, không cho xem. Ok. Này, chị xem rồi. Không cho xem. Ừ. Từ từ đã. Chị phải tận hưởng không gian ở đây đi. Chị có thấy quen không? Chỗ này chính là lần đầu tiên mà em nhìn thấy chị. Chị đứng ở đây và khóc rất nhiều. Mà không chỉ một lần đâu. Thế à? Sao chị chẳng nhớ gì thế nhỉ? Có người nhớ hộ chị là được rồi. Có phải không? Lần đầu tiên em gặp chị ở đây cũng là lúc mà em vừa cãi nhau với bố về chuyện sự nghiệp. Chị biết không? Những lần trước mà chị em mình đến đây, lần nào cũng vào lúc cả hai đứa đều đang có chuyện buồn. Cho nên là đã có lúc em nghĩ nhá, có khi nào ông trời đã sắp xếp để cho mình gặp nhau, xong rồi mình sẽ dìu nhau đi qua nỗi buồn không? Sến thế không biết. Ừ, sến nhỉ. Có ai đang yêu mà không sến sẩm đâu. Em yêu chị. Em không biết mình đang nói gì đâu. Em biết chứ. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy chị khóc ở vườn mận, em đã biết là mình muốn gì rồi. Em muốn che chở cho chị, muốn lau nước mắt cho chị. Thế cho nên là mỗi năm em đều quay trở lại đây để đợi chị. Nếu thực sự là chị cũng quay lại thì nó chính là duyên phận. Và em đã đúng. Chị vẫn quay lại đây. Nhưng đó vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp của em. Bởi vì lần nào chị quay lại cũng là với những nỗi niềm và sự tuyệt vọng. Nên em phải chờ đợi một cơ hội. Nhưng lần này thì khác. Chị đã cười rồi nên em mới quyết định nói ra. Và mình cùng nhau đi đến đây thì nó không còn là duyên số nữa, mà nó là sự lựa chọn. Chị không hiểu tại sao em lại nghĩ như vậy. Có thể những lần trước khi mình gặp nhau ở đây đều là lúc cả hai cùng buồn.
Thế nên là cảm xúc của em bị quá lên thôi. Em nhìn thấy chị khóc và tự nghĩ em bản thân mình. Đấy là sự đồng cảm, nhưng cũng có thể chỉ là sự thương hại. Cảm ơn em đã quan tâm đến chị. Chị cũng rất vui khi có một người bạn như em. Nhưng tình yêu của em thì lại không có cơ sở. Em chưa hiểu hết về chị đâu. Thế thì chị cho em cơ hội để hiểu chị hơn đi. Đừng trả lời vội. Chị dậy sớm thế. Ôi, còn đi chân đất à? Cô gái Thái định chân chân lội ruộng à? Đi đất cho mát. Đi đôi dép vào nào. Không cần đâu. Ok. Đi dép vào. Ở đây rừng thiêng nước độc, chả biết cái gì cả. Đi vào nhanh em. Đấy. Dép đôi. Thích nhở? Chị hư làm đúng không? Để biết mình có hư hay ngoan ấy, thì chị đừng có đánh giá ở ngôi thứ ba. Bởi vì nó chỉ là cảm nhận của bản thân mình thôi. Nếu chị làm những cái việc mà chị không cho phép thì có nghĩa là chị hư thật. Còn nếu mà chị làm những việc mà chị cảm thấy thoải mái thì nghĩa là đúng rồi. Mà chị yên tâm đi, đi với một người bầu trời tư cách như em ấy thì chị muốn hư cũng hơi bị khó đấy nhở. Mới giận mẹ có một tí mà đã bỏ đi thế này. Chị đúng là chẳng làm sao cả. Em thì không nghĩ thế. Sau hồi chuyến đi này về nhá, chắc chắn là chị sẽ giải quyết việc công ty tốt hơn này, và sống cuộc sống vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Thì chị có thấy nó có xứng đáng không? Thế là được rồi. Sau chuyến này chị phải chấn chỉnh lại thôi. Về đi. Em sẽ đưa chị về với một điều kiện. Từ giờ trở đi là chỗ này không được cau lại này. Còn chỗ này thì phải giãn ra này. Đúng rồi, như thế đấy. Giữ nhá, không đổi nhá. Đi. Ôi mệt quá. Mông như cái rành lạch cà lạch bạch. Sao đứng ở đây? Chị mới chạy 5 vòng rồi đấy mà mày chưa được 1 vòng đâu. Em sắp tắt thở rồi này. Mệt lắm, không chạy nữa đâu. Thế có muốn giảm cân không? Có muốn ngon nghẻ mỡ ở mông xông lên ngực không? Ai chẳng muốn. Nhưng mà không chạy nữa đâu. Không tập thì ở đâu ra hả? Thôi được, chị mình nghĩ cho mày cách này. Bây giờ kiếm một cái ba lô đựng đất sỏi cát gì đấy cũng được, tầm mấy chục cân. Sau đấy thì mày đeo lên vai, đi bộ cho mỡ ở mông nó tứa ra. Đấy, khỏi phải chạy luôn. Thật là chị? Thật. Thử không? Nhưng mà làm gì có ba lô nào ở đây đâu. Chị bày cách cho. Đây, đây, đứng lên. Đứng như nào? Xuống tấn. Đấy, đưa cái mông ra. Đấy, chuẩn bị này. Mỡ ở mông chuẩn bị xông lên ngực này. Dám lừa em phải không? Lừa em phải không? Mệt lắm. Chạy đi. Mệt lắm, không chạy được đâu.
Đi nào con. Nào Dô, Dô, Dô. Rồi, Dô, đi nào. Bác. Nam à. Bác cháu mình duyên thật đấy, gặp nhau suốt thôi. À, Dô à. Ôi, hôm nay em vui thế. Cũng nhờ làm theo lời cháu mà bây giờ cu cậu á đi vệ sinh đúng chỗ lắm. Thế ạ? Rồi, ngoan lắm. À này, có lẽ còn phải cần nhờ cháu nhiều. Nam có thể cho bác xin số điện thoại, lúc nào cần bác gọi cháu giúp bác nhé. Dạ. Ừ, đây, cháu ấn cho bác. Vâng. Đây ạ. À, cháu lưu vào hộ bác luôn đi. Vâng. Đây, đây ạ. Cảm ơn. Có đúng là chị lừa em phải không? Dạ. Này, muốn em cõng phải nói làm sao mà phải lừa hả? Thế, 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 con giảm được lạng nào không? Hình như giảm được một tí rồi sao? Đấy, tiếp, tiếp, tiếp. Mặt anh chị, mặt anh chị nói chuyện ra đây. Ờ, bạn tập thể dục của chị. Công ty bao nhiêu bóng hồng mà để sếp tự pha cà phê thế này không được. Sếp. Hồ sơ tôi gửi, anh thẩm định chưa? Tôi đang bận. Gặp sếp chỉ là cái cớ để em gặp anh được không nào? Đúng. Em đang muốn gặp anh có chuyện này. Anh biết là anh với em có thần giao cách cảm mà. Nghiêm túc này. Lần trước anh nói đi uống với anh thì anh sẽ cho em thêm hợp đồng. Em uống đến mức chảy máu dạ dày luôn mà chả thấy hợp đồng đâu cả. Anh đã nói rồi. Nếu em là bạn gái anh ấy thì không bao giờ em phải làm thêm làm nếm nữa. Về công ty anh, một phát anh đưa em lên làm bà chủ luôn. Ồ. Kìa, cơ hội đấy. Về mà làm bà chủ đi. Thôi đi, thời buổi nào rồi mà anh tán tỉnh xến xúa đấy. Tóm lại nhá, anh phải xoay sở trả hợp đồng cho em. Không thì... Thì anh lấy cả cuộc đời để chuột được. Ý, em không đùa đâu. Anh cũng đâu có đùa. Anh đừng có mà lưu manh. Em cho anh đúng 2 ngày phải trả lời em cái hợp đồng này đấy. Ơ, ừ, một ngày ư. Được. Bạn nói Huy nó yêu đơn phương. Là nó yêu con bé nào? Không biết thì mới thấy lo đây. Lần trước nó bỏ đi vì cãi nhau với bố nó chuyện mở cửa hàng. Nhưng lần này nó bỏ đi không lý do. Không biết là nó đi với ai. Đi với đứa con gái nào. Không khéo đứa con gái này lại là sao chổi cũng nên. Thế theo bạn thằng Huy nó là người như thế nào? Thế nào là thế nào? Tất nhiên con trai tôi phải là người tuyệt vời rồi. Tớ cũng thấy như thế. Nhưng sao bạn lại hỏi như vậy? À thì Huy nó được dạy dỗ tử tế. Thế nào mà nó chả tìm được đứa con gái phù hợp với nó, đúng không? Đúng thế. Ờ, mà tôi thấy muốn tìm hiểu cũng dễ mà. Sao bạn không vào Facebook của nó tìm xem sao? Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra? Bạn, này, nhìn cái nắm tay này đi. Ừ thì cũng chỉ là cái nắm tay bình thường thôi mà. Bạn không đọc status à? Nắm tay em đi khắp thế gian. Thôi chết rồi, thằng Huy nó yêu thật rồi. Nhưng sao không thấy đăng ảnh của con bé kia nhỉ? Không thấy. Không có. Hay... Đúng rồi, chắc con bé này xấu quá. Hay là nó đang muốn giấu điều gì nhỉ? Thì chắc là cô cậu mới yêu, ngại ngùng, chưa muốn công khai chẳng hạn. Nhưng bạn nhìn đi, cái bàn tay với cái lắc này, bạn có thấy quen không? Ờ nhở, tớ cũng thấy quen quen. Hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Ở đâu nhỉ? Thằng Long ấy, thì là toàn tôi giới thiệu nên tôi hiểu. Nhưng mà còn cái thằng Huy này,
nó hành tung bí ẩn, chẳng biết đường nào mà lần cả. Ôi giời, mà bạn cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, sao cứ phải sốt sình sịch lên thế nhở? Chị cảm ơn nhá. Sao chị khách sáo đấy, chị có vui không đã? Vui. Thế là được rồi. Cứ về đi. Bạn cháu à? Bạn con là con? Vâng ạ. Có phải thằng Huy nhà cô không? Bạn làm sao thế? Nó vừa nói là bạn nó rồi mà. Ừ, nhưng sao tôi cứ thấy giống thằng Huy nhà tôi? Cái xe, cả cái dáng người nữa. Ở thì người giống người, chuyện bình thường mà bạn. Không phải là tốt rồi. Cháu hơn tuổi thằng Huy, sao có thể được. Trước đây hai gia đình cũng đã từng gán ghép cho cháu với thằng Long. Không phải là tốt rồi. Mà bạn trai cháu à? Mới yêu à? Nhìn cái kiểu bẽn lẽn này là cô biết rồi. Lúc nào giới thiệu với các cô nhá. Cháu xin phép lên nhà trước ạ. Hoa ngoài vườn nhà mình đấy bà, đúng chất cây nhà lá vườn không ạ? Ừ, đẹp thật đấy. Cả nhà này ai cũng thích ngắm hoa, mà chả ai cắm được như cháu. Có mỗi cháu cắm là bà ưng nhất đấy, chứ cứ như con mẹ cháu à, chỉ biết ngắm thôi. Cháu thấy bà là hay đi đọt mẹ cháu lắm ấy nhá. Bà nói đúng mà. Này, sao cứ bênh mẹ chằm chặp thế hả? Đúng đâu mà đúng. Thỉnh thoảng à, mẹ cháu mỗi lần nói chuyện với bà xong là chạy ra một góc ngồi khóc rưng rức à, dỗ mãi cũng được. Cháu cứ thử lấy vợ mà xem mẹ cháu đối xử với vợ cháu có được như bà đối xử với mẹ cháu không. Thế thì cháu mới phải nhờ bà đối xử với mẹ cháu tốt này, xong rồi mẹ cháu đối xử với con dâu tốt, thế là cháu bà sướng. Cớm chỉ được cái khéo miệng thôi. Hoa đẹp quá. Ôi trời ơi, mẹ thích nhất là được ngắm hoa con trai mẹ cắm đấy. Được không mẹ? Quá đẹp luôn. Hoa đẹp thế này ấy mà không selfie thì hơi bị phí đó. Hai mẹ con mình chụp ảnh nhá. Ok mẹ. Nào. Đẹp quá. Mà này, có tâm trạng cắm hoa thế này, đang vui, nói cho mẹ với bà biết đi. Chuyện cô gái mà con đang yêu ấy. Nói đi. Con đã bảo mẹ rồi, tất cả những cái bí mật là phải bật mí vào những cái thời điểm thích hợp nhất, thế nó mới bất ngờ chứ. Nói đi. Thôi, bây giờ con chỉ cần đảm bảo là cái cô gái đấy sẽ hội tụ đầy đủ tất cả những cái phẩm chất mà cả mẹ và bà còn thiếu. Cái thằng này. Đấy, mẹ thấy không? Đâu cần phải đẻ con gái đâu. Con có hai đứa con trai thật là tuyệt vời. Vâng. Hai mẹ con có chuyện gì mà vui thế? Chị Bích, pha trà cho bà với lại anh Khang nhá. Chị xin về từ sớm rồi. Về lúc nào mà không thấy nói với con ạ? Vâng, chị quản lý giúp việc như vậy, sau này con dâu nó về, con mà nó ngồi lên đầu cả nhà ấy. Mình ơi, mẹ lúc nào cũng chẳng hài lòng với em nhở. Mà mẹ này, mẹ thấy không? Nhà cửa, bếp núc, tất cả mọi cái con đều chu toàn còn gì nữa. Vâng, chị làm mà xuất sắc chu toàn lắm. Mắt chị lúc nào cũng sáng rỡ, mở to cứ như là đêm 30 ấy. Cho nên mới kiếm cho thằng con trai một đứa con dâu như là con kỳ nhông ấy. Mẹ ơi, cháu nó là kỳ duyên chứ không phải kỳ nhông ạ. Mẹ mới có khăn mới à? Em vừa mua tặng mẹ đây à? Cái Nam nó mua cho mẹ đấy. Mẹ, nhưng hôm nay mẹ mặc áo cộc tay, sao lại quàng khăn ạ? Thì tôi suốt ngày ở nhà,
có được đi đến đâu. Đành phải quàng cái khăn rồi tự ngắm chứ còn sao nữa. Và cái nam nó cũng khéo chọn ấy, màu đẹp, rất hợp với mẹ. Nhưng mà sao mẹ lại nhận quà của nó? Tôi biết, chị cũng không để tôi thiếu thốn gì. Quà chị mua cho tôi còn để đầy ở trên phòng cái kìa. Tôi có dám cho ai đâu. Nhưng mà dù sao đây cũng là tấm lòng của nó mà. Cái khăn này xem ra cũng không phải là rẻ tiền đâu ạ. Để con kiểm tra xem nào. Nó là hàng thật hay là hàng giả? Wow, cái khăn này á, dễ cũng phải hơn chục triệu ấy chứ. Úi giời, thế á? Vâng, nhưng mà nó làm giúp việc, lấy tiền đâu ra để tặng mẹ cái khăn đắt tiền như thế này nhỉ? Chắc chắn con bé này có ý đồ gì rồi. Em Nam ơi, con ơi, bà gọi con này. Ui giời, đi làm về mệt thế lại còn quét sân làm gì? Cứ để đấy mẹ quét cho. Bà gọi con không được nên gọi cho mẹ đây này. Vâng cụ ạ, cháu Nam đây. Vâng, cháu nó đang quét sân giúp con. Vâng, thế cụ nói chuyện với cháu nhé. Con đang bận tí ạ. Cháu đây ạ. Nam đấy à. Bà nghe mẹ Xuân nó vừa nói, cái khăn cháu mua cho bà những hơn 10 triệu. Thế là thế nào? Thế nào đâu. Cháu thấy đẹp cho nên là mua tặng bà thôi, chứ không có ý gì cả. Bà có thích không? Đẹp lắm, nhưng... Bà thích là được rồi. À bà ơi, khi nào mà có dịp đi chụp ảnh, bà nhớ mang theo để bà cháu mình selfie nhá. Dạ. Thôi, cháu đang bận, cháu cúp máy đây ạ. Vâng ạ, cháu chào bà. Mày cứ chối là mày không có ý đồ với thằng Long đi. Mua cho mẹ thì cái khăn vài chục nghìn đồng mà bỏ ra hơn 10 triệu. Mua cái khăn hàng hiệu để mà lấy lòng bà nội chồng tương lai. Con không lấy lòng, con mua trả nợ đấy. Cái gì? Trả nợ ai? Mẹ, mẹ lấy ở bên ấy bao nhiêu tiền ngoài lương, ghi lại hết cho con. Sao phải ghi? À, tao lấy cái gì của bên đấy đâu. Mẹ đừng để con phải điều tra nhá, ghi lại hết. Mà từ giờ trở đi mẹ đừng lấy bất cứ thứ gì bên đấy nữa, kể cả là đồ thừa. Đừng để người ta khinh mình chứ. Tao điền với mày lắm rồi đấy nhá. Tao nói cho mày nghe, đi làm ngoài lương không có lậu thì tao sống bằng niềm tin à? Đúng là không thể nào sống được với cái đứa mà suốt ngày nói đạo lý như mày. Quét nhanh lên và ăn cơm. Tao nói cơm xong rồi đấy. Mẹ đừng lục đồ của con. Con với thằng Huy dạo này tiến triển thế nào rồi? Gần đây mẹ thấy con có vẻ vui vẻ, tươi tỉnh hơn đấy. Là phụ nữ được yêu, được chiều chuộng, được quan tâm, ai mà không thích hả? Làm công chúa vẫn hơn làm kẻ hầu đấy con ạ. Cũng dần thay đổi cách xưng hô đi. Chị Hư làm đúng không? Để biết mình có hư hay ngoan ấy thì chị đừng có đánh giá ở ngôi thứ ba, bởi vì nó chỉ là cảm nhận của bản thân mình thôi. Nếu chị làm những cái việc mà chị không cho phép thì có nghĩa là chị hư thật. Còn nếu mà chị làm những việc mà chị cảm thấy thoải mái
Thì nghĩa là... Thế là đúng rồi. Mà chị yên tâm đi. Đi với một người bầu trời tư cách như em ý, thì chị muốn hơi bị khó đấy. Nhờ. Mới giận mẹ có một tí mà đã bỏ đi thế này. Chị đúng là chẳng làm sao cả. Em thì không nghĩ thế. Sau chuyến đi này về nhá, chắc chắn là chị sẽ giải quyết việc công ty tốt hơn này. Và sống cuộc sống vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Thì chị có thấy nó có xứng đáng không? Thế là được rồi.